Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong vấn đề tài về nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2017 và dự báo xu hướng năm 2018 thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các số đối thoại bàn về những vấn đề của ngành tài chính ngân hàng như bức tranh về thị trường tài chính của năm vừa qua, lãi suất tín dụng và rất nhiều các câu chuyện khác. Và gần đây nhất thì chúng tôi đã lựa chọn một đề tài mà có lẽ là giới trẻ đang rất quan tâm và cũng rất nhiều người quan tâm theo dõi, đó là xu hướng fintech của năm 2018 và nhìn lại một số diễn biến của fintech năm 2017. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời đến đây các khách mời để cùng nhìn lại một chút về câu chuyện của fintech trong năm cũ và đặc biệt là những xu hướng và diễn biến mới trong năm 2018, để có thêm thông tin cho người làm chính sách và cho những người quan tâm tới thị trường. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Khánh Toàn, giám đốc vận hành công ty giải pháp tài chính Nami. Ông Hoàng Minh Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị sàn OTC, chủ tịch công ty chứng khoán Vina Securities. Ông Kiều Tiến Anh, giám đốc đào tạo fintech công ty GBA Fintech. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và như tôi giới thiệu thì đây là số đối thoại thứ hai chúng ta bàn về xu hướng fintech của năm 2018. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan tới đề tài ngày hôm nay ạ. Năm 2017 là một cái năm khá là quan trọng đối với fintech. Đây có, mình nghĩ là có hai cái dấu ấn. Thứ nhất là về mặt thể chế là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đã thành lập một cái ban gọi là ban phát triển, một cái ban ở Ngân hàng Nhà nước về ban chỉ đạo về fintech Ngân hàng Nhà nước do một phó thống đốc làm trưởng ban. Và thứ hai nữa là câu lạc bộ fintech chính thức được thành lập và nằm trong khuôn khổ của hội ngân hàng. Và cái việc đó cho thấy là cái phong trào fintech nó đã đủ một cái độ chín, nó không còn nằm ở phong trào nữa. Đối với cả các cái lĩnh vực mà được cấp phép thì hiện nay khoảng 90% các fintech của Việt Nam đều tập trung trong lĩnh vực thanh toán. Và nếu như theo xu hướng của thế giới ấy, thì các fintech của Việt Nam vẫn chưa có được cái cơ hội để có thể triển khai sang các cái lĩnh vực khác và được công nhận. Ví dụ chẳng hạn như là mảng thu thập thông tin, hoặc là mảng chấm điểm tín dụng, hoặc là mảng peer-to-peer lending, vân vân. Cái cơ hội để làm dịch vụ thanh toán và bắt đầu nó có thực chất, nhưng mà quy mô để mà làm thanh toán thực sự có ý nghĩa cho một cái thị trường lớn như Việt Nam, nghĩa là phải hàng triệu người dùng nó thường xuyên hàng ngày cho những nhu cầu rất là phổ biến của người ta thì đấy chưa xảy ra. Và đấy là một cái kỳ vọng mà tôi nghĩ là không chỉ chúng tôi mà cả cái ngành thanh toán điện tử nói chung có một cái mục tiêu, có một cái kỳ vọng đó. Trong 2018 chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phát triển mà bắt đầu có cái có thể gọi là bùng nổ cho thanh toán di động và thanh toán điện tử nói chung. Bởi vì tôi nghĩ sẽ có những cái nguồn lực, dù chúng ta có muốn và chủ động và kiểm soát được, hay là đôi khi lại là một cái việc chúng ta có thể chưa chắc là đã làm chủ được tình hình về chuyện nguồn lực tài chính, nguồn lực của sự quan tâm, của sự đầu tư, của công nghệ. Và phần nào đó thị trường ở góc độ người mua người bán, người mua hàng người bán hàng đối với dịch vụ thanh toán nói riêng, họ cũng bắt đầu nhận thức ra rằng là đây là một cái gì đó sẽ diễn ra trong tương lai gần. Tôi thì luôn luôn tin rằng là năm 2018 sẽ là một năm rất là tốt. Trăn trở mà tôi luôn muốn chia sẻ với mọi người là thứ nhất ý, là làm thế nào để dưới góc độ của các nhà quản lý, của chính phủ thì mọi người nhìn thấy được sự tiện lợi cũng như là cái tính cấp thiết của việc là làm thế nào để có thể cởi trói được một số các cái quy định, làm cho các fintech phát triển cũng như là hỗ trợ họ, khuyến khích họ, đặc biệt là các cái fintech trong nước phát triển để có thể phục vụ cho người dân Việt Nam. Kỳ vọng là năm 2018 mình nghĩ là một cái năm mà như mọi người nói, tức là chúng ta đã gieo hạt, cây nó đã nảy mầm rồi. Bây giờ là cái lúc mà chúng ta phải tưới phân rồi tưới nước rồi làm thế nào đấy để những cái cây đấy nó lớn nhanh. Và một cái điểm hết sức quan trọng là tôi cũng kỳ vọng đó là cái ban chỉ đạo về fintech đó là người ta sẽ tạo ra được những cái như chị Dương chị nói là những cái chỗ gọi là sandbox, tức là những cái khuôn khổ thí nghiệm để những cái mô hình fintech mới không chỉ là thanh toán, ví dụ như là peer-to-peer lending hay KYC hay là những cái gì đó, là chúng ta làm được những cái việc đó một cách chính thức, có thể là trong một khuôn khổ nó hẹp thôi đã. Thế nhưng nếu chúng ta có được cái đấy rồi thì chúng ta bắt đầu mới tiến bước tiếp theo được.
Vâng, thưa các khách mời, trong số đối thoại trước thì chúng tôi cũng chia đối thoại thành hai phần, đó là nhìn lại 2017 và dự báo cho năm 2018. Thì khi mà nhìn lại 2017 thì cũng có một số những cái thay đổi của fintech trong năm 2017 được các khách mời nhắc tới, liên quan tới khuôn khổ pháp lý, liên quan đến việc thành lập câu lạc bộ fintech. Thì ngày hôm nay là các khách mời có thể dưới góc nhìn của mình đánh giá về cái sự thay đổi, sự phát triển của fintech Việt Nam trong năm 2017 vừa qua. Thì trước là xin mời ý kiến của ông Tiến Anh ạ. Vâng, như các anh chị khán giả thấy là trong năm 2017 là cái vấn đề fintech Việt Nam cực kỳ bùng nổ. Đặc biệt là một cái sự ra đời, các bạn có thấy là Uber Network, Kiba Network khi mà gọi vốn thành công 60 triệu đô ở Singapore. Là phá vỡ tất cả cái chương trình gọi vốn trước đây của tất cả các công ty trong các tất cả lĩnh vực. Và đó là gì, sự khởi đầu cho một cái rất là trào lưu mới, cái trend mới cho một thế hệ mới cũng như là công nghệ mới của thế giới cũng như ở Việt Nam. Có thể nói là năm 2017 đã cho ra đời rất nhiều những dự án và các khung tiền nghiệp về fintech mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến không những đời sống của nhân dân mà đến cả những người vẫn đang khởi nghiệp. Và đặc biệt các bạn thấy là chưa có một kỳ quốc hội nào dành ra cả một buổi chiều để nói và thảo luận về vấn đề này. Và Thủ tướng Chính phủ đã ra một văn bản là phải đưa một khung pháp lý đến sớm nhất là tháng 6, 2018 để ra khung lý fintech. Nhưng mà nó nóng đến nỗi, hot đến nỗi là trong tháng 1 này là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cho bên Ngân hàng Nhà nước cũng như là Bộ Tài chính làm sao phải ra được pháp lý đó. Thì đó là một trào lưu các bạn thấy là rất tốt cho 2017 là tiền 2018. Thì theo tôi 2018 là năm của fintech, bởi vì sao? Ở Việt Nam cũng thế giới là tất cả các công ty đã bùng nổ về gần đây nhất các bạn thấy là công nghiệp 4.0. Mà công nghiệp 4.0 khi nó ra đời thì bắt buộc phải kéo theo một nền tài chính. Mà tài chính không thể làm tài chính truyền thống chúng ta được, phải ít nhất phải có cái fintech vào đó để nó đáp ứng nhu cầu tiếp cận mới của nền công nghệ cũng như là việc thanh toán hay thanh khoản của tất cả đồng tiền điện tử hiện nay cũng như giao lưu toàn cầu. Nhất là trong những năm 2018 là khi mà thương mại điện tử cũng phát triển và giao dịch trực tuyến ngày càng phát triển lên thì công nghệ fintech nó có thể hàng đầu mà nó là xu thế của tất cả các bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong 2018. Và số trước thì có một khách mời đã ví là năm 2017 thì chúng ta gieo hạt, nó lên một cái, nó nảy mầm, nó lên một cái cây nhưng cây rất là nhỏ thôi, và năm 2018 là một năm theo ông Tiến Anh là sẽ bùng nổ của fintech. Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Ông Sơn thì sao ạ? Theo tôi thì tôi cũng nhận định là cái năm 2017 ấy cũng là một cái năm mà không những fintech của Việt Nam mà cả thế giới cũng đều phát triển bùng nổ. Và có những cái sự kiện như là sự kiện blockchain, rồi là những công nghệ blockchain, rồi là Bitcoin ấy, thì tôi cảm thấy là ở Việt Nam ấy, rồi là những cái phiên mà ICO, rồi là có những cái công ty ấy cũng thu hút được rất nhiều vốn. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ tôi có thể là tôi cũng làm trong cái lĩnh vực là chứng khoán. Thì thường là những cái nhà đầu tư chứng khoán ấy thì nhìn nhận các vấn đề nó hơi thận trọng một chút. Ví dụ như tôi cũng có thông tin là như Warren Buffett ấy thì cũng đã nói là cũng không nên đầu tư vào đồng tiền Bitcoin chẳng hạn. Hoặc là qua tôi quan sát thì tôi thấy có những cái vụ ICO ấy, thứ nhất là công ty cũng huy động rất nhiều vốn. Nhưng mà sau đó thì những cái giá trị của những cái token đấy thì nó liên tục bị giảm, mà nó không cũng có một số token thì cũng có vẻ là thành công, nhưng mà đa số đến theo tôi được biết là đến khoảng 90% là những cái token đấy sau khi ICO thành công xong là những cái token này bị giảm. Thì tôi nghĩ cái năm 2018 cũng là một cái năm mà để tất cả mọi người cũng lại review lại, đánh giá lại và xem thực chất là trong tất cả những cái gì, những cái vì nóng rồi là sốt rồi tất cả mọi thứ, thì cái gì nó là thực chất, cái gì nó là thực sự, nó là những cái hứa hẹn là tương lai. Tôi lấy ví dụ giả sử như là như vừa rồi những cái sự kiện như là đồng Bitcoin liên tục phá đỉnh, sau rồi bây giờ nó lại loanh quanh cái mức 11.000 đô. Thì thực ra là tất cả những cái sự kiện đấy thì tôi nghĩ là dần dần là không những các nhà đầu tư, rồi những founder, rồi những người mà quan tâm tới cái lĩnh vực fintech đấy thì cũng dần dần cũng nhận ra là thực sự là cái gì nó sẽ là cái thực chất để phát triển được năm 2018. Thì tôi nghĩ là năm 2018 cũng là một năm là cần điều chỉnh lại tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là số trước thì có một khách mời có nói là năm 2017 là một năm thanh toán điện tử đi vào thực chất. Vâng, đó là một nhận định của khách mời trong không năm có đấy rất đúng bởi vì năm với tôi như này, fintech thì không chỉ hạn chế trong vấn đề tiền điện tử đâu ạ. Nó là thanh toán, thanh khoản. Ví dụ như là các bạn có để ý sự kiện 2017 có sự kiện rất lớn ở Việt Nam không ạ? Đó là Jack Ma đến Việt Nam. Jack Ma đến Việt Nam thì theo tôi đó là một cảnh báo chứ không phải là một lợi thế của chúng ta đâu. Và như bạn biết ở Trung Quốc hiện nay là tất cả người dân Trung Quốc đã dùng cái thẻ thanh toán, ví thanh toán của Jack Ma để thanh toán điện tử. Và như vậy là ngân hàng
ngân hàng Trung Quốc còn thực sự phải sợ Jack Ma. Đó là cái gì? Người bản thân là khi họ dùng cái thành công thanh toán của Jack Ma, của công nghệ thanh toán eBay đấy, thì họ cũng giống như người ngân hàng bình thường ra, họ bình thường họ gửi tiền vào đó có lãi. Nhưng mà cái công nghệ đó họ cho phép hàng ngày họ còn những cái chương trình khuyến mãi riêng mà tới từng chính khách hàng. Do vậy lý do tại sao mà tất cả người dân Trung Quốc lại dùng gì Alipay của Jack Ma để trữ tiền và thanh toán điện tử thay vì họ gửi ngân hàng. Như vậy là cái công nghệ fintech này nó bao trùm rất là lớn. Ngoài việc bùng nổ đồng tiền điện tử năm 2017 thì 2018 là cũng là bùng nổ của các cổng thanh toán một chạm với như các bạn Samsung Pay. Bây giờ chúng ta không còn việc vấn đề là phải dùng thẻ nữa. Và như các bạn thấy là có một cái chúng ta chú ý một chút là hiện nay là thẻ Visa hay là thẻ Mastercard hay là những thẻ thanh toán ngân hàng ấy của chúng ta là khi lớn hơn số dân chúng ta rất nhiều, tương đương là gì, cũng như giống như là số thẻ điện thoại. Vì một người bây giờ có thể là 5-10 thẻ. Có nhiều trong khi thẻ. Đó gì cái lựa chọn đó tôi nghĩ là trong 2018 nó sẽ giảm bớt đi và không còn nữa, và dùng công nghệ một trạm Samsung là dẫn đầu và Alibaba. Nếu như mà chúng ta mà Jack Ma mà vào Việt Nam nữa và công nghệ của họ Alibaba là đó là một sự gì cảnh báo chúng ta, ta không tỉnh ra chúng ta sẽ bị chết. Như vậy là công nghệ fintech ở đây tôi nghĩ rằng nó là rộng rất nhiều thứ, cả về thanh toán, đồng thời đồng tiền điện tử cũng là một cái đòn bẩy nhất định để gì giúp cho người dân có thể là tiếp cận một công nghệ mới, nhưng cũng thể là một cái cảnh báo nếu trong hệ thống ngân hàng chúng ta không đáp ứng kịp về cái những công nghệ cũng như không pháp lý của nó. Nhưng hiện nay 90% fintech của chúng ta đều là về thanh toán, bởi vì chúng ta chỉ có khuôn khổ pháp lý cho vấn đề đấy thôi, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Tất cả những cái mảng khác đều không có, ví dụ như là khách bài số trước nó đã thu thập thông tin này, chấm điểm tín dụng này, rồi một số các hoạt động khác. Thực ra liên quan đến vấn đề về chấm điểm tín dụng thì bên Nami cũng có làm việc với một số các cái đối tác, họ chuyên về gọi là mining, data mining. Họ thu thập rất là nhiều các cái thông tin từ các cái nguồn Facebook hay là các cái nguồn báo hay là các cái nguồn diễn đàn, và họ bắt đầu đưa ra những cái thuật toán có thể có khả năng tự động chấm điểm được tín dụng. Tức là thông thường các cái hồ sơ tín dụng thì các cái ngân hàng mất rất là nhiều thời gian để xử lý. Tuy nhiên với các cái thuật toán về trí tuệ nhân tạo cùng với data mining, họ đã có thể đạt được cái mức là tự động hóa cái công việc chấm điểm tín dụng, mà cái kết quả đưa ra từ các thuật toán và kết quả của người chấm giống nhau đến 90%. Thế nên cái sự phát triển về công nghệ trong thời gian tới đối với cái vấn đề mà chấm điểm tín dụng cũng Nami thấy rằng cũng sẽ có rất là nhiều đột phá. Đó là một nhận định cho cái năm 2018 này. Dạ vâng, chính xác cho năm 2018. Vậy còn năm 2017 thì sao? Năm 2017 thì đối với Nami là một nhóm khởi nghiệp trong fintech thì như anh Tiến Anh có chia sẻ và như anh Sơn có nói một câu rất hay, tức là năm 2018 chúng ta sẽ chứng kiến những cái gì là giá trị cốt lõi. Còn đối với năm 2017 thì cảm ơn thị trường tiền thuật toán. Thị trường tiền thuật toán rất là bùng nổ trong năm 2017. Và điều đấy nó giúp được rất là nhiều việc trong cái việc thay đổi cái sự e dặt, cái sự ngần ngại của cộng đồng nói chung, mạnh mẽ hơn bước tới sử dụng các cái sản phẩm tài chính, sử dụng công nghệ fintech. Thì đấy là cái nhận định của bên phía công ty Nami về thị trường tiền thuật toán cũng như là cái xu hướng fintech trong năm 2017. Tôi thì nên câu chuyện của bạn thì tôi chỉ nên tiểu tiết câu chuyện như thế này. Năm 2017 mà khi mà công nghệ là blockchain bùng nổ, nhất là các công ty tài chính mà như hơn ICO, thì các bạn biết là Việt Nam là một trong những nước mà ICO lớn nhất trên thế giới sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì có luôn luôn đều có hai mặt của nó, mặt trái mặt phải. Mặt trái của nó là gì? Thì thật sự là cái đồng tiền điện tử thì các bạn phải hiểu rằng nó là hai dạng điện tử. Đồng tiền điện tử là có từ hệ thống mining đào ra điện tử và đồng tiền thật, hoặc là đồng tiền điện tử hiện nay nhiều người vẫn gọi là tiền Ether. Họ vẽ ra một sơ đồ tài chính, họ đưa lên vào những FMI, vùng lending là rất nguy hiểm. Nhưng chính cái sự phát triển bùng nổ của Việt Nam như thế thì đã giúp cho chính nhà quản lý chính sách phải ra tay nhanh kịp thời, ra tay nhanh kịp thời để đưa ra những chính sách tốt để cho những công ty tốt phát triển. Các bạn thì nhớ lại một chút là cách đây khoảng độ 15 năm khi Việt Nam bùng nổ công ty đa cấp. Nhưng mà hầu như là luật pháp chúng ta là đi sau, cho nên dẫn hệ lụy rất nhiều các công ty gì đa cấp bị gì đi sâu vào và vì lừa đảo nhân dân rồi. Lúc đó chúng ta mới đưa ra chính sách nào là mở công ty phải đóng 50 tỷ, nào là kia, và hệ lụy rất là kinh khủng. Nhưng mà chính vì may mắn là trong 2 năm vừa rồi, 16 và năm 17 vừa rồi là bùng nổ về thị trường. Tôi nói chung là thị trường điện tử coi là gì, nó bùng nổ rất mạnh, mạnh đến nỗi là tác động trực tiếp đến Quốc hội, tác động trực tiếp đến chính phủ phải ra tay nhanh. Thì đấy là một cơ hội rất là tốt. Nếu như nó cứ bình á thì có khi là nó cứ ngấm khi rất nhiều người bị dính đòn, rất nhiều người bị lừa rồi khi mình đưa ra. Nhưng chính là bùng nổ đó thì giúp cho gì? Giúp ngân hàng nhà nước, giúp cho chính phủ có một định hướng tốt hơn và đưa ra một quy định, hy vọng nó sẽ được quy định tốt hơn là gì? Giúp cho những công ty gì tốt
có thể là phát triển được bền vững và loại bỏ những cái trào lưu xấu đi. Đó là cái mà cũng rất may cho thị trường Việt Nam là gì, nó bùng nổ rất nhanh để chính sách hơn. Và cũng như nói thêm data mining cũng thế. Cái hiện nay á, là công nghệ tài chính hiện nay là công nghệ đa big data. Và người ta dùng big data để ta phân tích dữ liệu và ta bán những cái hành vi để đó cho khách hàng. Chứ không phải chúng ta không thu nhập big data nữa. Ví dụ bây giờ big data nó thì làm gì? Các bạn nghe radio này cũng tạo ra một cái gì? Một cái lượng data rất lớn để những người, những làm thế có thể phát triển được là cái hệ thống người, cái khách hàng. Và ví dụ công ty tôi cũng đang là áp dụng một công nghệ rất mới của công ty Datam, ví dụ thế là dùng big data, data mining đấy để gì, phân tích khách hàng và đưa ra những cái chỉ số người tiêu dùng để có thể ứng dụng công nghệ và giúp cho khách hàng cái tận dụng nhất trong vấn đề là được thanh khoản cũng như là việc thanh toán của họ trong vấn đề là fintech. Vâng, ông Sơn có bổ sung gì không ạ? Theo tôi thì tôi cũng thấy là đúng là cái năm 2017 ấy, cái sự kiện Jack Ma đến Việt Nam thì tôi nghĩ đúng là thực sự là cũng rất là lo lắng cho các công ty fintech ở Việt Nam. Bởi vì là không hiểu tại sao tôi thấy như ở Việt Nam mình ấy, thường là các sản phẩm của thế giới đã có, và đến khi những cái sản phẩm của Việt Nam làm gần như là rất khó cạnh tranh được với những sản phẩm đấy. Tôi lấy ví dụ như cách đây khoảng 15-20 năm thì ở Việt Nam cũng có xu hướng có một số nhóm làm những cái search engine trước khi Google vào Việt Nam, và thì cũng đấy, cũng sau một thời gian thì cuối cùng là Google thì cũng vào Trung Quốc nhưng mà không cạnh tranh được với Baidu của Trung Quốc. Tuy nhiên là Google rất dễ thâm nhập vào thị trường Việt Nam mà gần như là các search engine cái đợt đấy là cũng bị xóa sổ. Tiếp theo nữa là đợt gần đây ở Việt Nam cũng rất nhiều những ứng dụng đi xe chung rồi là chia sẻ xe chung. Tuy nhiên cuối cùng là Uber rồi là Grab vào là các ứng dụng ở Việt Nam là cũng rất khó khăn. Nền kinh tế chia sẻ. Thì tất cả những cái việc đấy thì dẫn đến việc là tôi thấy là ở Việt Nam hiện nay là cũng có khoảng 30 hay 40 công ty làm về fintech, rồi là cũng chủ yếu làm trong cái lĩnh vực là payment. Tuy nhiên là khi Jack Ma đến Việt Nam và như anh chia sẻ, thực ra là Alipay nó có rất nhiều những cái tính năng tiện lợi và nó đã thành công ở thị trường Trung Quốc, cũng khá giống với thị trường Việt Nam. Thì khi mà, và tôi cũng có nghe tin họ đã cổ phần vào một cái công ty payment ở Việt Nam. Thì nếu mà họ bành trướng ở Việt Nam thì tôi nghĩ cũng rất là lo lắng cho các cái công ty payment ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ phải chăng là do cũng chính phủ mình cũng chưa có những cái hỗ trợ nhất định. Thực sự là mình nghĩ cũng cần phải có những hỗ trợ nhất định để những công ty payment ở Việt Nam có chỗ đứng hoặc là có lại cái thị phần. Chứ nếu mà thực ra nếu mà để cho một cuộc chơi mà cạnh tranh sòng phẳng ấy, thì người ta vừa có tiền nhiều hơn, vừa có kinh nghiệm tốt hơn và gần như là có tất cả mọi thứ thì những cái sản phẩm của Việt Nam ấy, dần dần là không có chỗ đứng. Đấy thì tôi nghĩ là phải chăng là cũng nên có những hỗ trợ từ phía chính phủ, thực sự là phải từ phía chính phủ. Hỗ trợ cụ thể là như nào ạ? Thực ra tôi nghĩ hỗ trợ thì bởi vì thực ra là các công ty Việt Nam thì cũng đa số là thiếu, thứ nhất là thiếu về vấn đề là tài chính, thứ hai thiếu về những cái khung pháp lý để làm sao, gần như là những cái rào cản. Tôi lấy ví dụ như là cái ngành ô tô Việt Nam chẳng hạn, thì thực ra là chính phủ của mình hỗ trợ rất tốt, đến thực ra là như đợt này gần như là xe nhập gần như là rất là ít. Thì thực ra là mình cũng phải có những hỗ trợ mang tính thực sự là phải cơ học, làm sao là những cái bên đối tác đấy thực ra là người ta cũng không thể thâm nhập vào thị trường mình trong một thời gian đầu. Chứ còn đâu nếu mà như này thì thực ra là nếu mà chỉ cần Alipay mà người ta vào Việt Nam thì tôi nghĩ rất khó khăn. Bởi vì tôi cũng có một số người bạn làm trong lĩnh vực payment thì họ rất lo lắng cho cái sự kiện đấy. Chia sẻ một chút với cái ý kiến của anh Sơn, thì từ góc độ một cái nhóm khởi nghiệp làm trong fintech, điều gì chúng tôi cần từ chính phủ? Thực sự là đối với fintech, bởi vì fintech là một cái lĩnh vực nhạy cảm, khi mà các cái nhóm là một bên thứ ba tìm cách truy cập trực tiếp vào cái cơ sở dữ liệu của ngân hàng hoặc là các cái thông tin cá nhân của khách hàng, thì cái vấn đề pháp lý là cực kỳ nhạy cảm. Cũng như là đối với lại cái giai đoạn có thể như anh Sơn có đề cập là các nhóm khởi nghiệp giai đoạn trước thì khá là thiếu vốn, nhưng mà rất là cảm ơn cái giai đoạn ICO vừa rồi, các nhóm khởi nghiệp fintech bây giờ không thực sự quá thiếu vốn, nhưng chúng tôi thực sự thiếu một cái hành lang pháp lý đủ nhanh và đủ mạnh để có thể an tâm phát triển những cái sản phẩm của người Việt. Bởi vì Nami là một trong số những cái nhóm fintech mà đang cạnh tranh với rất là nhiều các cái giải pháp của nước ngoài. Thế thì về mặt trí tuệ thì không thực sự đáng ngại, nhưng thực sự ngại một điều là những cái chúng ta đang làm ở thị trường quốc tế thì họ đã chấp nhận rồi, nhưng ở thị trường Việt Nam thì chưa chấp nhận. Thế nên là cái hành lang pháp lý ở Việt Nam mong sớm có ngày nào tốt ngày đấy. Theo
bất cứ chiều nào cũng vẫn tốt hơn là không có gì. Sẽ tạo một cái tâm lý an tâm hơn cho các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh là vấn đề chính phủ là vấn đề về pháp lý thôi, còn tất cả doanh nghiệp đều phải nỗ lực. Ví dụ công ty tôi cũng thế, đang ứng dụng một công nghệ rất là mới, công nghệ 4.0 toàn cầu, là ứng dụng công nghệ cổng PayPay thanh toán toàn cầu, là thanh khoản tất cả đồng tiền điện tử, tất cả đồng tiền điện tử ra đồng tiền địa phương. Và chúng tôi có thể tích hợp vào đấy khoảng độ là 20 đồng tiền điện tử khác nhau, và đầu ra là khoảng độ 5 cho đến 8 cái đồng tiền địa phương. Có thể là các bạn ở đây từ đồng tiền Bitcoin ETH có thể bạn có thể thanh toán ra tiền Việt Nam đồng, bạn sang Nhật Bản bạn có thể rút ra đồng yên Nhật, bạn đến Hàn Quốc thì cũng được tiền Hàn Quốc. Và chúng tôi đã ứng dụng công nghệ đấy, nhưng cái chính là chúng ta, tôi nói là vấn đề của chính phủ có cho phép hay không, và chính phủ có dám mở cửa để cho các công ty này sử dụng thử nghiệm hay không. Và nếu như các bạn thấy là khi mà thanh toán 4.0 ra đời thì nó phá tan tất cả các rào cản, nhất là ứng dụng thương mại điện tử. Như các bạn thấy là trước đây thương mại điện tử của chúng ta là gì, là chúng ta vẫn bán hàng từ nước ngoài vào Việt Nam. Và câu chuyện này thì Jack Ma nó làm tốt hơn chúng ta rất nhiều, là 20 năm trước Jack Ma xin lại Alibaba gì để bán hàng Trung Quốc ra về thế giới. Nhưng trong khi đó chúng ta vẫn đang loay hoay thương mại điện tử, 15 năm nay vẫn đi đà đi đẹt 5% tổng số bán lẻ, bởi vì chúng ta vẫn chỉ gì lấy hàng nước ngoài bán về Việt Nam, chúng ta chưa bán được Việt Nam cho nước ngoài. Bởi vì nó phá là gì, nó bị rào cản thanh toán. Nếu công nghệ 4.0 ra đời việc đó không còn nữa. Tôi nói ví dụ như này, chúng ta muốn bán một cái gốm sứ làng nghề này thôi, hiện nay chúng ta thì chỉ có khách du lịch đến đây mua, mua xong rồi á họ về họ muốn mua lại không mua được, đúng không? Nhưng nếu mà mua được thì họ phải mua trên online, online thì chúng ta lại không tích hợp cổng thanh toán đừng đô la. Và như vậy là khi mà chúng ta đưa sản phẩm làng nghề lên mà khách hàng nước ngoài mua vào, chúng ta phải có giải pháp thanh toán cho họ. Và nếu công nghệ 4.0 ra đời nó giải quyết vấn đề đấy. Ví dụ một người ở Cuba chẳng hạn, họ muốn mua một cái châu mỹ nghệ ở Việt Nam, họ không mua được bởi vì không tích hợp tiền Cuba, đúng không? Hay là một khách hàng ở Thái Lan muốn mua một nón hàng chuông chẳng hạn, chúng ta không tích hợp tiền Thái Lan. Nó tóm lại là cổng thanh toán không tích hợp tất cả các đồng tiền của đất nước trên thế giới vào đó. Như vậy là không thể phát triển thương mại điện tử được. Nhưng với công nghệ 4.0 thì nó lại khác. Thì cái đầu vào của nó là gì? Tất cả các đồng tiền điện tử. Tôi nói đơn giản là đồng tiền coin. Như vậy là ở bất cứ ở đâu, từ Thái Lan, Cuba, ở Mỹ, một tiền đồng tiền điện tử coin cũng giống như một đồng tiền ở Việt Nam. Họ hoàn toàn để dễ dàng thanh toán, và đầu vào có thể vẫn được Việt Nam đồng, nhưng đầu ra có thể đồng coin, và ngược lại ở bên kia thế. Đầu vào là coin, đầu ra là đồng tiền nội địa. Như vậy là khi cổng thanh toán này nó ra đời, nó sẽ phá tan tất cả các điện khác. Như vậy là liệu ngân hàng có dám chấp nhận vấn đề đấy cho công ty nước ngoài vào hay không? Và nếu như công nghệ 4.0 nó ra đời thì kể cả là nếu như chúng ta không có hành lang pháp lý tốt, ngân hàng không có rào cản tốt, không có hành lang tốt để quản doanh nghiệp và có thể quản lý thuế, thì chúng ta vẫn mất, bởi vì là chúng ta không thể cấm được. Trừ trường hợp chúng ta cấm là chúng ta phải cắt internet trên toàn cầu, đúng không? Ta cấm internet luôn thì chúng ta không tránh được. Và nếu như chúng ta mà không có hành lang pháp lý tốt thì tiền chảy máu chất xám, ngoại tệ ra rất nhiều, ngoại tệ chảy ra nước ngoài rất nhiều. Bởi vì khi mà tôi nói là tiền blockchain ra đời thôi, thì nhu cầu ngoại xã hội nó có, trao đổi nó có. Như vậy là họ không mua ở Việt Nam thì họ sẽ mua qua thanh toán quốc tế. Đấy là cái gì, không phải là do doanh nghiệp chúng ta đâu, mà do chính là hành lang pháp lý có tốt để cho các doanh nghiệp bật lên không. Và thừa sức là doanh nghiệp chúng ta cũng có đủ tiềm lực, không có tài chính thì chúng ta có thể là huy động nguồn nước ngoài, không có công nghệ chúng ta có thể cướp vào nước ngoài và làm được. Nhưng quan trọng chính là vẫn hành lang pháp lý, nếu cho phép thì chúng ta hoàn toàn có thể theo kịp được với thế giới. Tôi nghĩ là như vậy. Cái ứng dụng quan trọng nhất và đầu tiên nhất của nó là ứng dụng về lĩnh vực tài chính, và đặc biệt là về chuyển tiền. Ngoài trừ ra, blockchain còn có thể được ứng dụng như là một cái hình thức mà để chúng ta quản lý tài sản. Chúng ta có thể thực hiện công chứng, và thậm chí một số chính phủ còn nghiên cứu để áp dụng công nghệ blockchain này để quản lý cơ sở dữ liệu của chính họ nữa. Thị trường Việt Nam mình vẫn còn bỏ ngỏ đối với cái công nghệ blockchain này. Chưa có quá nhiều cái startup tham gia, hoặc là chưa có nhiều công ty trên lĩnh vực blockchain này hoạt động và ứng dụng thực sự ở Việt Nam. Cho nên theo mình nghĩ là thực sự rất là tiềm năng. Chính phủ Việt Nam cũng có những chính sách phát triển công nghệ thông tin là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn. Thế nên là phía họ tin tưởng rằng là Việt Nam sẽ có thể trở thành một cái gọi là điểm đến blockchain, một cái nôi của blockchain ở khu vực châu Á. Fintech sẽ là một trong 4 lĩnh vực mà phát triển cực kỳ mạnh ở Việt Nam năm 2018. Hiện tại đang ra đời rất nhiều cái ứng dụng và những cái kết nối fintech. Tôi đang cũng biết khoảng độ 3-4 cái liên quan đến việc là chấp nối việc đầu tư và có những ứng dụng tạo ra việc kết nối đầu tư. Đấy, cũng khá nhiều. Thì những cái như mô hình thế giới đang phát triển như Lending Club, hoặc là đây, Lending Club là một cái tên tôi nhắc đến, thì ở Việt Nam đang, các bạn đang thấy rất nhiều bạn trải nghiệm đang hướng theo hình thức đó, hoặc là như một cái như là tạo ra cái nền tảng giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ, kể cả bạn sinh viên cũng có thể đầu tư được, là những ứng dụng như FinHay của các bạn trải nghiệm vừa rồi cũng được nhận đầu tư của
Úc. Fintech sẽ là một cái ngành mà hứa hẹn rất là nhiều tiềm năng. Nhưng cái điều đáng nói ở đây thì chúng ta phải nghĩ đến là cái năng lực của các startup làm fintech ở Việt Nam so với năng lực startup làm fintech ở các nước phát triển thì nó còn làm cái khoảng cách khá là xa. Thế và cái cách thức như thế làm thế nào để chúng ta đưa được ra những cái dịch vụ, đưa được ra những cái giải pháp mà nó phù hợp với cả cái hệ thống tài chính ngân hàng ở Việt Nam, lẫn phù hợp với cái thói quen, cái thái độ và cái hành vi tiêu dùng, hành vi sử dụng tiền, và phù hợp với cả cái tư duy chuyển đổi số, tư duy số hóa của người tiêu dùng. Thì cái này nó mang tính quyết định là chúng ta có được những cái giải pháp phù hợp hay không. Với những gì chúng ta đang làm hiện nay thì có một cái hy vọng gì đó không ạ? Để có thể là thay đổi về cái số lượng, về cái quy mô, về những cái hoạt động của các fintech tại Việt Nam hiện nay. À, chắc chắn là có ạ. Với những cái vận động về chuyển động chính sách hiện tôi nay. Tôi nghĩ là chắc chắn là có. Bởi vì các anh chị thấy là khi mà câu chuyện cách đây 6 tháng mà khi mà FPT nói rằng họ sẽ cho phép thanh toán bằng tiền Bitcoin. Thì lúc đó cuộc tranh cãi lầy lửa giữa gì? Giữa hành pháp, tư pháp, đúng không? Yeah. Và giữa những người thực hiện cái đó và những người làm luật. Thì bên là bên phía ngân hàng bảo là cấm, nhưng luật sư bảo họ không cấm. Thì bởi vì anh coi nó là gì mà anh là cấm, đúng không? Thì chính vì đó là cái sự bùng nổ của năm tôi vừa nói là bùng nổ của tiền điện tử. Thì chính phủ nó có những cái động thái rất là tích cực là gì? Thủ tướng đã yêu cầu là phải đưa ra hành lang pháp lý sớm tháng 6. Nhưng thực chất là trong vừa rồi đọc báo là trong tháng 1 phải ra rồi. Để gì? Ít nhiều chúng ta phải công nhận nó với góc độ nào đó, hàng hóa là gì đó, và như vậy chúng ta phát triển được. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ không thể cấm, bởi vì chúng ta mở cửa chúng ta không cấm được, và chúng ta chỉ đưa ra hành lang pháp lý đó để chúng ta có thể quản lý thuế. Hoặc là ở đây cách đây 2 tuần anh chị thấy là Hàn Quốc họ đã đưa ra lộ trình là những người khi tham gia đồng tiền điện tử hay tham gia fintech thì phải giao dịch thực danh, họ phải khai báo đầy đủ và họ đã bắt đầu thu thuế. Và như vậy là trước đây thì tôi cứ nói Hàn Quốc cấm, nhưng Hàn Quốc giờ không cấm nữa, và họ đã đưa ra lộ trình pháp lý và họ sẽ thu thuế tới người đó. Và Việt Nam cũng như nghĩ rằng nếu làm như vậy thì rất tốt cho công ty tài chính có thể là phát triển. Chúng ta không sợ thiếu về tiền, bởi vì tiền chúng ta có thể gọi đầu tư. Chúng ta không sợ thiếu công nghệ, không có công nghệ chúng ta có thể mời công ty nước ngoài vào. Chính là vẫn hành lang pháp lý thôi ạ. Thực ra trong cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái động thái tích cực từ phía nhà nước. Quay lại cái câu chuyện Uber. Cái khi mà cách đây khoảng 3-4 năm trước khi Uber vừa vào thì đúng là nhà nước khá là bối rối trong cái việc định danh họ là một công ty tin học hay là một cái công ty kinh doanh vận tải. Thế nhưng vừa rồi thì có một cái động thái là các cái công ty Uber hay Grab thì phải cũng phải dán những cái sticker để thể hiện rằng mình là xe hợp đồng. Thì đấy là cái động thái thể hiện rằng là nhà nước đang theo kịp với cái sự phát triển của Uber, của xã hội, các hình thức xã hội. Thì đối với câu chuyện tiền thuật toán thì những cái chỉ đạo hết sức là quyết liệt của chính phủ trong việc gọi là đưa ra hành lang pháp lý để quản lý cái tiền thuật toán hay tiền kỹ thuật số này cũng là tạo cho các cái khởi nghiệp những cái niềm hy vọng là chúng ta đang có một cái cơ hội phải nói là của thế kỷ để bắt kịp câu chuyện gọi vốn hay là cái câu chuyện công nghệ đối với thế giới. Chúng ta đang ở một cái thời điểm rất là tuyệt vời. Việt Nam là một trong số 5 quốc gia tham gia vào cái câu chuyện thị trường tiền thuật toán. Thì chúng ta đang có một cơ hội rất lớn, và thực sự ở phía doanh nghiệp, ở phía các nhóm khởi nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ có một cái hành lang pháp lý tốt hơn cho cái việc này. Tôi cũng nói thêm luôn, bởi vì tại sao người ta lại rất chú trọng về ICO? Vì các công ty khởi nghiệp thì họ có ý tưởng, và họ có ý tưởng, họ để từ ý tưởng đó thành sản phẩm, họ phải có vốn. Mà trước đây chúng ta vẫn theo truyền thống ấy, là chúng ta kêu gọi từ các nguồn quỹ đầu tư, kêu gọi từ các tổ chức rất khó. Nhưng ICO là gì? Họ kêu gọi bởi cộng đồng. Vậy là cộng đồng, khi mà một doanh nghiệp khởi nghiệp họ đưa ra một ý tưởng hay và cộng đồng họ thấy cộng đồng cái dự án này sẽ thành sản phẩm được, thì họ sẵn sàng họ tham gia và đầu tư vào. Như vậy là từ cá nhân hóa họ đầu tư vào, thay vì họ phải là rất là khó khăn phải gặp tập đoàn này, gặp quỹ đầu tư nọ, gặp tổ chức này, gặp tổ chức kia để kêu gọi vốn, thì họ dùng ICO, có nghĩa từ gọi vốn cộng đồng. Như vậy là cái nhìn cộng đồng là cái nhìn khách quan nhất, họ nên đầu tư vào. Như vậy chính phủ nên đưa ra những hành lang tốt để gì, chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều dự án của chúng ta có thể kêu gọi được vốn trên toàn thế giới bằng hình thức ICO cũng như bằng công nghệ fintech, để gì chúng ta có thể phát triển được cái dự án đó thành sản phẩm tốt để phục vụ cho chính cộng đồng của mình. Vâng. Thì trong cái vấn đề fintech ấy, thì tôi thấy là cái tiền điện tử hoặc là ICO ấy, thì tôi cũng có cái nhìn khá là thận trọng.
Bởi vì theo quan điểm đầu tư của tôi, cái gì mà khi mà nó bùng quá nhanh và quá nóng thì sau đấy là nó cũng sẽ có những cái hệ lụy rất là lớn. Điển hình tôi nghĩ tôi thấy là như đợt vừa rồi là khi mà cái tiền điện tử nó giảm thì tôi cũng có gặp một số những cái nhà đầu tư mà cũng đầu tư vừa tiền điện tử vừa đầu tư chứng khoán, thì họ cũng rất là căng thẳng khi cái tài khoản tiền điện tử của họ, thứ nhất là vừa nó rất là chập chờn, bởi vì thực ra của mình thì không khuyến khích cái vấn đề đầu tư tiền điện tử, thành ra nhiều khi tất cả những hoạt động đấy là những hoạt động hiện nay là nó không đúng pháp luật, nhưng mà nó không trái pháp luật, mà nó không được bảo hộ, không được bảo hộ. Và nếu mà có xảy ra một vấn đề gì đó liên quan tới chẳng may là bị hack hoặc bị như nào đấy thì người ta không được bảo vệ. Rồi là liên quan đến việc khi mà họ, thực ra tôi thấy là thực ra nhà đầu tư ở Việt Nam cũng phải nói rất thật là cũng ít được trang bị những kiến thức chuyên nghiệp để đầu tư, thì như cái đợt vừa rồi là khi thị trường nó giảm như thế thì cũng rất nhiều người là cũng bị mất tiền. Đấy. Thì thứ nhất là tôi vẫn bảo lưu cái vấn đề là thực ra là cái blockchain là cái công nghệ của tương lai. Tuy nhiên là cái việc mình đầu tư hoặc là mình dành quá nhiều tài sản cho những cái đồng tiền điện tử hoặc quá nhiều tài sản cho những việc ICO thì cũng nên phải cẩn thận. Đấy. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là cái xu hướng payment và cái xu hướng peer-to-peer lending thì cái xu hướng là cái xu hướng tất yếu của thế giới, và cái đấy cũng là một cái xu hướng tất yếu của Việt Nam. Thì những cái năm 2017 hoặc là những cái năm trước ấy, thực ra là cái vấn đề payment là đã các công ty đã hoạt động rất là sôi nổi. Tuy nhiên đúng là để đạt được cái sự chuyên nghiệp hoặc là cái sự tối ưu rồi phát triển thị trường nó như của Alipay thì tôi nghĩ là cũng còn phải có thời gian. Còn cái vấn đề P2P lending ấy, thì tôi nghĩ là cái đấy ấy, các công ty bây giờ cũng đang rất là quan tâm. Có những công ty cũng đã dùng những cái thuật toán như là phân tích Facebook, mạng xã hội như, như anh nói. Rồi có những công ty là dựa vào những cái CIC từ bên, lấy từ bên ngân hàng. Thì tôi nghĩ là những cái đấy ấy, là cũng như anh nói là cũng cần phải có những cái hành lang pháp lý. Đúng rồi. Bởi vì trong những cái đấy ấy, là nó sẽ rồi, bởi vì vấn đề P2P lending ấy là cái vấn đề nhiều khi người vay và người cho vay đều phải tự quyết định cái hành vi của mình. Thì nó cũng sẽ xảy ra những cái tranh chấp nhất định. Và những cái tranh chấp đấy khi ra dân sự thì sẽ giải quyết như thế nào? Thì những cái đấy là tôi nghĩ là nó cũng cần có những hành lang pháp lý nhất định, chứ nó không chỉ dựa vào cái luật dân sự đơn thuần hiện tại là như cái hoạt động mua bán cho vay hoặc là cầm đồ thông thường. Bên tôi thì thực ra là công ty chứng khoán, thì thực ra trong lĩnh vực chứng khoán thì tôi thấy là ở thế giới thì thực ra là được ứng dụng fintech rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như là có những cái công ty quản lý quỹ chẳng hạn hoặc đầu tư chứng khoán ạ, họ thuần túy họ chỉ là một công ty mà có vài người trong đấy là người ta sử dụng những thuật toán rồi là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để người ta đưa ra những quyết định đầu tư. Đấy. Và đồng thời là công ty đấy có thể quản lý hàng tỷ đô. Đấy. Tuy nhiên ở Việt Nam thì gần như chưa có. Tôi cũng có nói chuyện với một số nhóm trong cái lĩnh vực đấy và cũng thử tìm hiểu, nhưng mà thực ra cái kết quả nó vẫn còn hạn chế, bởi vì những cái lĩnh vực đấy cần phải ứng dụng rất nhiều thứ như là toán kinh tế, rồi là những cái thuật toán rất là phức tạp, rồi là ngay cả cần phải có những hệ chuyên gia mà tôi nghĩ ở Việt Nam cũng chưa có cái đấy. Rồi ngay cả trong cái lĩnh vực đầu tư này, rồi là lĩnh vực liên quan đến cho vay, thực ra cho vay bằng cổ phiếu, cho vay thì thực ra những cái đấy hoàn toàn là trong cái lĩnh vực về chứng khoán nói riêng là gần như là cũng chưa được. Tôi nghĩ cũng là một cái tiềm năng để cho những cái... Thêm câu chuyện gói chốt của anh Sơn về các công ty ICO lending ở Việt Nam hiện nay có nhiều người mất tiền, thì chúng ta phải nhìn nhận hai vấn đề. Các nhà đầu tư cũng thế, phải hiểu được công ty đó là như thế nào. Chúng ta nếu như mà những công ty mà ICO mà họ không có đã phòng đại diện ở đây mà chỉ là ủy thác đầu tư thông qua một người nào đó thì chúng ta nên tìm cẩn trọng, hoặc là những tôi lending bởi vì là họ không có chịu trách nhiệm pháp lý. Gần như chẳng hạn như công ty tôi, công ty BFintech, công ty đầu tiên ở Việt Nam là công ty đứng ra làm marketing cho một sản phẩm của nước ngoài và có pháp danh, có văn phòng đại diện và có ban giám đốc cũng như ban thành lập công ty rõ ràng. Như vậy là có hành lang pháp lý để sẵn sàng đưa những đồng tiền điện tử tốt nhất về để cho người tiêu dùng. Và như vậy là tất cả những hệ thống đó là công ty chúng tôi đều có chịu trách nhiệm ở đấy, về sự đảm bảo ở đấy, và chúng tôi là người có tóc. Như vậy các nhà đầu tư cũng phải là thông minh một chút, là khi chúng ta tham gia đồng ICO nào đó chúng ta phải hiểu rằng nó thuộc dạng gì, có nhà đầu tư tìm hiểu là có người đứng ra không, có công ty không, hay là chỉ là ủy thác đầu tư. Đấy là một cái đấy. Còn nói sâu hơn về công nghệ fintech, cuối cùng tất cả các đồng tiền điện tử hay fintech cuối cùng mục đích cuối cùng là thanh khoản.
thanh khoản là cuối cùng để tạo điều kiện cũng như là tạo thuận lợi cho người dân trong vấn đề thanh khoản, mua bán cũng như là trao đổi hàng hóa bằng công nghệ fintech hiện nay. Thì như các bạn thấy là hiện nay ấy, cái công nghệ, ví dụ tôi đến ở Hàn Quốc chẳng hạn, nó đã công nghệ là cho vay cá nhân. Có nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ tôi có thể cho chị Chi vay 200.000 đồng, chị Chi không trả cũng được, nhà sơ sẵn sàng đứng ra trả. Có nghĩa là ứng dụng đó là cho phép những người tiêu dùng vay cá nhân hàng ngày, và mức độ đó sẽ đánh giá những người vay đó như thế nào để gì là chấm điểm. Ví dụ lần này chị Chi vay tôi 200.000, đúng ngày mai chị trả 200.000, và cứ như thế nó cộng điểm chị vay tốt thì lần sau chị phải được 500, lần sau chị vay được 1.000, và kể cả chị không trả thì có công ty đứng ra trả cho tôi, vay cá nhân hóa. Như vậy là thay toàn bộ hệ thống hoạt động ngân hàng, mua nợ theo hoạt động ngân hàng, nhưng nó dùng bằng vào công nghệ phần mềm, nó quản lý được toàn bộ hệ thống định danh con người như thế nào. Và đương nhiên là những người đó khi mà họ vay tiền dùng cá nhân 100.000-200.000 mua cái điện thoại, hay là 100.000-200.000 mua một cái gì đó, 300.000-400.000 mua một cái máy điện thoại nhỏ nhỏ chẳng hạn, cái gì đó, thì họ không cần tính đến vấn đề là phải thế chấp, và họ dùng phần mềm để vay. Có thể tôi cho chị Y vay, và nếu chị Y không trả, ok sơ sẽ trả cho tôi. Nhưng nó có một khoản làm như thế. Như vậy công ty phát triển rất tốt, hàng tỷ đô la. Bởi vì gì? Cứ tưởng tượng xem, chúng ta đang cho vay gì, những doanh nghiệp phải thế chấp, trong đó là cá nhân vay hàng triệu người vay thôi, mỗi người chỉ vay một đô hay một triệu đô, đúng không? Một triệu người, mỗi người vay 100.000, nó là bao nhiêu tiền rồi? Đó là lợi nhuận khổng lồ. Và chúng ta nên áp dụng công nghệ đó. Và hiện nay công nghệ đó đã bắt đầu đi vào Việt Nam. Và ngân hàng chúng ta, nếu như chúng ta không có giải pháp tốt, không có ứng biến tốt về công nghệ, không có tiếp cận được tốt công nghệ đó, thì ngân hàng cũng sẽ là một người mất bình thường ra, mất rất dễ dàng. Đơn giản thôi, ví dụ là đơn giản này. Tôi có thẻ điện thoại, tôi thay không hết, tôi có thể chia sẻ cho anh này một thời gian. Nhưng bây giờ cái thẻ điện thoại đó có thể mua bán được. Thì không khác gì chúng ta cho vay cả cá nhân với nhau. Thì như vậy đấy là cái gì công nghệ fintech nó đưa vào sống là rất nhanh. Chỉ tôi nghĩ trong 18 này Việt Nam sẽ có mô hình đấy, và vay cá nhân bằng cá nhân chứ không phải bằng tổ chức nào cả. Trong số trước các khách mời cũng nhắc tới cái xu hướng về peer-to-peer lending của năm 2018 ấy. Như ông Sơn vừa nhắc đấy, ông Tiến Anh, thế còn ông về cá nhân tôi thì tôi cho thấy rằng cái mô hình peer-to-peer, hay nói rộng hơn một chút là decentralized, tức là mọi người không cần phải thông qua các cái tổ chức tài chính, đúng hay rồi, cũng không cần thông qua một cái đơn vị thứ ba nào mà người ta có thể trực tiếp tương tác với nhau. Cái vấn đề ở đây đặt ra là rủi ro thì ai chịu. Thế thì cái vấn đề rủi ro được xử lý bằng cách tích hợp rất là nhiều công nghệ. Chúng ta đang ở cái thời đại của cách mạng công nghiệp, công nghệ 4.0, thì chúng ta có rất nhiều công nghệ có thể đưa ra những cái phân tích về bản thân chúng ta, thậm chí còn tốt hơn cả chính chúng ta hiểu về chúng ta. Ví dụ như các anh chị có thể thấy như Google, với cái việc phân tích hành vi tìm kiếm của chúng ta, bây giờ thậm chí nó còn biết được mình đang định tìm từ khóa nào, và nó gợi ý cho mình trước khi mình nghĩ đến điều đấy. Thế thì với cái logic tương tự, thì cái việc đánh giá hồ sơ cá nhân, hồ sơ tín dụng cá nhân sử dụng rất là nhiều dữ liệu. Ví dụ chẳng hạn như họ có thể tìm kiếm thấy rằng cái cá nhân này thường xuyên vào những cái group mà bán hàng cao cấp, thường xuyên có những cái giao dịch cao, thì tự cái hồ sơ tín dụng của cá nhân đấy sẽ được tốt hơn, và cái vấn đề rủi ro sẽ được giải quyết bằng công nghệ. Chứ không phải là có một số các ý kiến cho rằng là vấn đề bảo mật hay là vấn đề rủi ro thì sẽ làm chậm cái bước tiến của việc peer-to-peer lending. Nhưng thực chất thì công nghệ, với những công nghệ phát triển thì dần dần cái vấn đề rủi ro sẽ được phía công nghệ tự xử lý. Và lúc đấy người dùng sẽ chỉ đơn giản là đưa ra những quyết định là vay hay không vay nữa thôi. Vâng, nếu để bàn kỹ về từng lĩnh vực thì chắc là cũng mất rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta cũng đã đưa ra được một số những cái thông tin của năm 2017 và cái xu hướng của năm 2018. Thì trước khi kết thúc chương trình thì các khách mời có thể có thêm một số những cái thông điệp rất là ngắn gọn để muốn gửi tới người làm chính sách, muốn gửi tới những cái người quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, thậm chí là từng người tiêu dùng một đang rất là quan tâm tới những cái phương tiện mà chúng ta đang cung cấp. Thì ông Tiến Anh có một cái ý kiến với tôi như này. Đây là công nghệ của fintech, mà đã là fintech thì nó thời gian rất là nhanh, không thể là dự án 1 năm 2 năm được, là dự án có thể tuần theo tháng. Và chính phủ nên có những ban hỗ trợ là cho phép tất cả công ty fintech có những dự án khởi nghiệp nào hoặc là những công ty fintech ở Việt Nam, cho phép họ thử nghiệm trong một thời gian nhất định. Và nếu như trong thời gian đó họ thử nghiệm họ cảm thấy tốt thì nên cấp phép cho đưa vào thực tế. Chúng ta không nên đưa ra lệnh cấm, bởi vì hiện nay là công nghệ mà, fintech là cái đổi mới, mà còn những cái mà luật pháp không thể ra theo kịp, rất là mới, rất là nhanh, và những cái đó mới đem lại giá trị gì cho xã hội được, và những cái đó mới đem lại nền tài chính cho chúng ta được và thu cho xã hội được. Còn nếu chúng ta mà cấm thì rất là nguy hiểm. Như vậy với tôi, chúng ta nên có một bộ ban chính sách là cho phép tất cả công ty liên quan đến fintech và công nghệ được phép, khi có sản phẩm được phép thử nghiệm trong phạm vi nào đó, và khi thử nghiệm thành công thì sẽ đưa mô hình, nhận mô hình, động mô hình ra
Ông Tiến Anh có biết một cái cuộc thi mà đang được tổ chức không? Về cái FinTech Challenges, trong đó thì sự tham gia của các công ty nước ngoài là có vẻ lấn át hơn so với các công ty Việt Nam. Đúng rồi. Bởi vì hiện nay ấy, thì Việt Nam ở công nghệ thì chúng ta rất có, nhưng mà người Việt Nam hiện làm cho công ty nước ngoài rất là nhiều. Thường thường là những công ty mà FinTech mà những đưa công nghệ vào Việt Nam ấy, có thể là toàn của nước ngoài. Những sản phẩm của Việt Nam hình như là không có, như không có đâu. Đấy. Có thể là do chất xám chúng ta chảy máu nhiều quá. Ông Sơn thì sao ạ? Theo tôi thì tôi cũng nghĩ là cái việc về phía hành lang pháp lý của mình ấy, thì đúng là FinTech là cái lĩnh vực rất là mới và cũng thay đổi rất là nhanh. Thì theo tôi ấy, phải chăng là thứ nhất ấy, là cũng nên có một cái là như đợt vừa rồi tôi tham dự một cái khóa về vấn đề là phát triển thị trường chứng khoán ấy. Thì nên là khi mà những cái công ty FinTech có những cái sản phẩm nào đó mà tốt và có tính thực tiễn, tuy nhiên là chưa có khung hành lang pháp lý, thì và đồng thời là công ty đó chứng minh được là cái sản phẩm của công ty ấy nó không làm ảnh hưởng đến bất kỳ một ai, nó không gây hại cho bất kỳ một ai, mà chỉ đem lại tốt cho xã hội, thì phải chăng là nên đưa những cái để với những cái sản phẩm đó thì làm sao có thể đem và ứng dụng ngay vào thị trường. Những cái gì mà pháp luật mà không cấm thì cũng được làm, chứ không phải là vấn đề là mình chỉ được làm những cái gì nhà nước cho phép. Thì thứ nhất là tôi lấy ví dụ là cái hành, bởi vì thực ra cái này nó phát triển rất là nhanh, nếu mà mình mà cứ họp chờ luật điều lâu lắm luật, rất là lâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi nghĩ là thực ra là cái năm 2017 cũng là một cái năm là cũng thúc đẩy cái giới công nghệ cũng hào hứng hơn trong không chỉ lĩnh vực FinTech mà còn trong cả lĩnh vực công nghệ nói chung, năm của startup rồi năm của 4.0. Thì tôi nghĩ là cái năm 2018 ấy, là cái năm mà sau đã trải qua những cái sự hưng phấn đấy thì các founder rồi các startup ấy, sẽ dần dần sẽ định hình được cái vị trí của mình ở đâu, và đồng thời tôi nghĩ là làm sao mà đưa ra những cái sản phẩm nó thực sự là nó phù hợp với thị trường và mang tính ổn định lâu dài. Vâng, tiếp theo ý kiến của anh Sơn thì nếu như chúng ta coi rằng 2017 mình tạm coi nó là một cái năm bong bóng đi, thì năm 2018 sẽ là năm của những giá trị đích thực, của những cái sau khi bong bóng nó qua đi rồi, nó nổ rồi, thì chúng ta sẽ có những cái nhóm, chúng ta sẽ có những cái khởi nghiệp, chúng ta có những cái sản phẩm nó rất là tốt, ví dụ như là Google hay là Microsoft đã tồn tại sau cái bong bóng .com thế của thế kỷ trước. Thì sau năm 2017 qua đi thì chúng ta kỳ vọng một năm 2018 với những giá trị đích thực. Thì đấy là cái quan điểm của cá nhân tôi. Thưa các khách mời, khi nhắc tới chủ đề về FinTech thì tôi thấy nó đúng là cũng rất là mới ấy. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là mọi thứ đều bắt đầu, chúng ta đang trong quá trình xây dựng. Nhưng tuy nhiên thời gian gần đây chúng ta đều nhìn thấy một cái tâm lý, đó là chúng ta không sợ cái mới, chúng ta không cấm cái mới, chúng ta đã bắt đầu mở hơn, chúng ta đã biết cách để đón nhận và thay đổi, thích ứng, không ạ? Và tôi nghĩ là đó chính là một cái cơ sở để chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những sự thay đổi về chính sách, vào những sự hỗ trợ khuyến khích cho cộng đồng startup, những cái thay đổi của FinTech để có thể giúp cho chúng ta có những cái bước tiến mới, những cái mang tính chất là đột phá hơn trong thời gian tới. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại và tham gia trả lời những cái vấn đề mà khán giả của chúng tôi đang thắc mắc về FinTech trong số thứ hai này ạ. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có thêm những cái bước thay đổi của từng doanh nghiệp, từng chuyên gia ngồi đây trong thời gian tới liên quan tới việc thị trường FinTech. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia đồng hành cùng chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong một chương trình đối thoại tiếp theo.